Chào các bạn. Bây giờ là sáng ngày thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021, tức là ngày 25 tháng 11 năm Tân Sửu. Vậy tháng ba mình đã ra hoa hết rồi. Vậy ưu hồng đang báo nhũ và một số hoa khá dài. Cho hôm nay mình quyết định tưới nhẹ nước cho các dòng vải sớm này. Thì mình đã phun một lần HTC với nồng độ cao nhất, đó là một chai cho 160 lít nước. Sau đó mình lại cày và bón lân và kali. Thì bây giờ là vải tất cả đều nhú báo hết. Nhiệt độ hiện tại bây giờ vẫn trong cái nhiệt độ gọi là rét đậm rét hại các bạn ạ. Vẫn trong thời gian là rét đậm rét hại. Cây này đừng tưới nhá, cây này vẫn là vải thiều nhá. Cây vẫn là vải thiều. Hả? Chưa? Chưa thấy. Những cây vải này đều là vải u hồng ghép vào vải thiều. Ui dồi. Sâu quá. Tưới vừa vừa thôi, tưới lướt qua đâu, không cần tưới nhiều lắm đâu. Thì vải tháng 3 nó ra hoa là đúng rồi, bởi vì bây giờ vải tháng 3 là nó ra sớm. Năm vừa rồi mình còn bán trong tháng 3 mà. Còn vải u hồng thì mình vẫn chia sẻ các video trước là nó ra hoa vào thời gian là cuối tháng 12 đầu tháng 1. Thì bây giờ đúng là cuối tháng 12 đầu tháng 1 nó đang ra hoa các bạn ạ, đang nhú hoa. Mình tính ở đây là mình tính cái thời gian chính vụ của các loại nhé. Mình không tính thời gian gọi là ra sớm. Đây đang báo đây các bạn này, đang báo hoa. Những dòng vải sớm này khi nó ra hoa thì mới ra nó trông xanh xanh, nhưng mà một thời gian sau nó chuyển sang trắng. Đây nhá, mới ra trông như có lọc ấy, trông giống lọc, nhưng thời gian sau bắt đầu nó lọc, nó teo đi và nó ra hoa, thành hoa hoa trắng. Đây, đây phải à, phải phải u hồng chứ, mình nhầm. Đây, tất cả đều báo hết đây này. Đấy. Thì mình làm vải đa số mình cho lọc muộn và ra đúng vụ. Mình thích ra sớm. Còn nếu vải ra sớm nhà mình có đủ lập đông, cách đây hơn tháng rưỡi gần 2 tháng mình đã có hoa vải tháng 3 rồi. Đây, ra hết rồi. Mình bón lân và kali từ trước rồi, cũng như bây giờ mình đang bón cho vải vải thiều. Thì bón lân và kali để làm gì thì hôm qua mình đã giải thích tác dụng rất rõ ràng của lân và kali. Đấy, khi mình bón lân và kali để cho nó ủ đấy thôi, nó ngủ thôi. Và như chúng ta đều biết trong ba cái đấy nhá, nó dài ra bắt đầu rụng này, nó dài ra bắt đầu rụng. Trước mình chưa phun nước sâu thì nó bị sâu cắn đây này, đây 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 sâu cắn. Bây giờ hôm nọ mình phun cái thuốc sâu, hai loại thuốc sâu và thuốc diamin thì bây giờ nó ra lại. Thì ra sớm mình kệ đó các bạn ạ, nó ra ổn định ra đều thì mình chẳng phải phun cái gì nữa rồi. Thì phun sâu và bệnh giữ sâu bệnh thôi, phòng trừ sâu bệnh thôi, không phun cái gì nữa. Đây còn vải tháng 3 đây, một số ra này, đấy, ra hết rồi. Đấy. Vài tháng 3 thời gian ra hoa của nó rất dài. Cuối mùa thu ra nhưng sang mùa xuân ra kéo dài trong 4 tháng. Mình làm cái video thì các bạn đã xem mình từ trước rồi. Thì mình không nói lại nữa. Cho nên khi nó vừa ra, hôm 16 tháng 11 mình quyết định mình phun nó ra sớm, mình phun HTC diệt đi. Bây giờ lại ra lại. Đây mình xem cái cây. Cây này chắc chắn chưa ra, bởi vì hôm 23 tháng 10 mới còn lộc nhú nhú như lá chè. Đây cây lộc non hơn đây. Ô, con dạy Thủy ơi. Thôi cho rừng 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 đi, rừng chơi với con đã. Trèo tưới tiếp được.
Ôi chưa, con dậy rồi. Còn hai cây trước cửa mình phun HTC rất rõ, các bạn đã xem. Đúng một, duy nhất một lần phun HTC. Rồi à, rắc lân và kali thôi, chẳng phun cái gì hết. À, hôm nọ phun tiếp lúc sâu, hôm sâu cắn cụt rồi. Thêm một số nó ra. Lồng nó khá rõ. Trước là mình định có kế hoạch là định hôm mấy hôm nữa phun cái MKP, nhưng mà cứ đợi xem nào. Mấy nữa mà nó lọc nó teo đi thì mình thôi. Bởi vì vừa nhú trông nó như là lọc vậy, như nhú dài ra lại thành hoa. Thôi, không phun nữa. Tiết kiệm tiền. Phải tùy nhá. Đấy, cái này mình quay rất là chi tiết. Cho con khóc rồi về đi nghỉ chiều tí tiếp được nào con. Đây. Vậy nhiều anh em có chia sẻ là phun hết cái này cái kia, mình chỉ phun đúng một lần HTC thì chẳng phải làm gì. Trong có video mình chia sẻ là phun một lần xong 45 ngày quay lại xem đấy. Đấy, như cái này đây. Hôm 16, hôm nay 28, đúng là 45 ngày, mình cứ gọi 45 ngày quay lại xem. Rồi trời, mày tắt đi, về con khóc bậy lắm rồi. Chẳng qua mình quay video trên mình ra, mình thăm, mình quay lại video cập nhật cho anh em thôi. Chỉ cần đúng là 45 ngày mình quay lại xem đây. Mới nhú mình tưởng nó toàn là lọc nhá, nhưng bây giờ lại thành hoa đây. Đấy. Nhưng bởi vì những cây này mình không khoanh, mà chỗ này nó rất là ẩm. Chào đến cây này xem thử nhá. Cây này mình dùng phải dùng thang, các bạn đã không biết lên rất là khó. Các bạn nhìn này, đấy, hoa rất đẹp. Úi rồi. Mình đứng cành nó mềm quá. Đấy, đây là vải tháng 3 các bạn nhé. Cành tháng 3. Hoa rất đẹp. Hôm nay mình quyết định tưới. Bởi vì đến thời vụ rồi. Vậy thì cái vải tháng 3 và u hồng thì mùng 9 tháng 9 mình quyết định mình kích lọc cuối cùng. Bởi vì vải tháng 3 u hồng thường nó sẽ ra hoa trước vải thiều 1 tháng. Vậy mình kích trước vải thiều 1 tháng. Nhưng hai cây trước cửa chỗ trồng chó nhà mình kia nó bị là hai cây tơ nó ẩm ướt, rồi mình hay tưới cây cảnh cho nhũ lập. Cho nên hôm mình phải phun cái HTC. Đồng thời mình phun luôn cho cả vải tháng 3 và u hồng luôn. Còn tại sao mình phun HTC? Bởi vải tháng 3 u hồng kể cả thanh hà mình nó ít. Có thể mình không sợ ra hoa trong cuống lá. Ít thì mình vẫn hái được, tấn đôi tấn thì hái được. Cho nên mình có thể mình tháng 3 và thanh hà mình có thể vẫn dùng HTC. Nhưng sang vải thiều thì mình không dùng nữa. Bởi vải thiều mình khối lượng lớn nhất. Đây, vải thiều mình bây giờ thì lọc đã chuyển sang hồng hết rồi và không một ngọn nào ra lọc. Cũng như năm ngoái, thời gian này vải thiều mình không một ngọn nào ra lọc. Thủy ơi, về đi Thủy ơi. Thôi dừng đi. Đấy. Còn bây giờ mình cày mình cuốc thì mình chia sẻ các video từ xưa rồi, nhưng chẳng qua mình chưa làm. À, có anh em chia sẻ là mình làm cầu kỳ. Không phải các bạn ạ. Bởi vì trong có nhiều video mình từng nói rằng mình có một mơ ước là sau này mình chẳng gì mua gì, mình chỉ bán thôi. Và mình có vấn đề về cày cuốc, phun ức chế mình đều làm, cũng như khoanh. Như năm ngoái, năm kia mình chia sẻ về kỹ thuật khoanh. Còn năm ngoái mình lại bỏ khoanh, chuyển sang phun ức ủ hoa. Còn năm nay mình tiếp tục bỏ ủ hoa, làm càng ngày càng đơn giản. Để mình sẽ chia sẻ hết tất cả những gì mình làm, mình nói, mình biết. Cũng như sáng nay mình chia sẻ video ấy. Khi đến thời gian ra hoa mà cây nhú lọc thì mình làm cái gì? Chính là các bạn xem lại video sáng nhé, nhưng mình không nói. Các bạn nào mà băn khoăn chưa biết cách dùng gì thì chúng ta chỉ gọi điện thoại cho mình vào thời gian 8 giờ đến 9 giờ đêm đêm nhé. Còn bây giờ mình bón lân và kali cũng giống như là cái vườn thanh hà, à vườn u hồng ngoài kia thôi. Ở tháng 3. Lân và kali thì chúng ta biết rồi, như ba loại chất, à ba loại phân đa lượng. Đạm, lân, kali.
Đạm và kali nó tan, còn lân nó không tan. Đạm bay hơi, còn kali không bay hơi. Chính vì đạm nó tan nhanh nhất, cho nên đạm nó ăn nhanh nhất, cho nên khi chúng ta bón phân đạm là chúng ta phải vùi phải lấp cẩn thận, không thì nó sẽ bị bay hơi, rửa trôi, thẩm lậu, nó phí phân rất là nhiều. Còn kali thì nó cũng không bay hơi, nó chỉ thẩm lậu, rửa trôi thôi. Cho nên bây giờ mình bón vào vải, cuốc vải thoải mái, mình cày, mình cuốc, mình lấp thì lấp lấp thì thôi. Cho có để chúng ta rắc trên mặt. Nhưng vì đạm và lân, à đạm và kali nó tan, cho nên cây có thể lấy chất dinh dưỡng được. Lấy bằng cách thẩm hút qua. Tuy nhiên lân thì nó không tan. À, lân thì lại bón xuống gốc. Thì bây giờ mình đã cày cuốc rồi. Thì đất rất dễ rồi, trên cây không thể ăn được. Mình bón đây chỉ là ủ lại, ủ ủ trong gốc mà thôi. Vậy ủ khi nào đợi giai đoạn mà nó ra hoa, giống như là thanh hà, u hồng vào tháng 3 kia, thì bắt đầu mình tưới nhẹ. Để cho lân và kali nó thẩm thấu xuống. Lân thì làm hoa, kali thì ức chế lọc, giúp cho cái vải nó hạn chế ra lọc. Hạn chế như nào? Các bạn đã xem lại cái video của mình mấy cây vải tháng 3 và u hồng nhá. Không hề có lọc đâu. Mới nhú nó có lọc, nhưng sau nó vẫn thành hoa. Bởi vì mình đã dùng lân và kali để ức chế mình làm lọc rồi. Rồi rồi rồi. Đấy. Còn bây giờ mình bón nó không ăn đâu nhé. Ngoài ra tác dụng của lân nữa là chúng ta biết rồi. Nhiều anh em bón lân thì chúng ta vẫn nói là bón lân xong cây nó bền gốc rất là xanh lâu. Thì chúng ta phải hiểu bản chất của lân. Khi chúng ta bón lân thì cái vải nó, khi chúng ta bón lân thì giúp cây hút đạm. Cho nên khi chúng ta bón lân cây nó xanh lâu bởi vì nó kích thích quá trình hút đạm. Cho nên chúng ta phải, mình lại bón trước khi đón hoa. Đấy như mình đã nói các video hôm qua, để cho chúng ta làm cho hoa. Và chúng ta bón bây giờ bởi cây nó không thể ăn được lân. Bởi mình cày mình cuốc để khô hạn rồi, đến lúc ra hoa sau ăn trong giai đoạn quả nhỏ thì nó ăn hết lân. Để giai đoạn quả to thì lân nó không còn nữa, để cho quả nó xấu. Còn chúng ta bón lân muộn, khi đậu quả rồi chúng ta bón nó muộn là nó còn dư lượng trong lân. Bởi cây nó phải tiết ra axit thực chất gì đó nó mới làm tiêu lân được, chứ bình thường nó không tiêu được. Cho nên chúng ta phải bón sớm để phòng tránh sau này quả lớn nó còn dư lượng lân, quả nó xấu. Đấy. Cho nên bón sớm như bây giờ nhé. Cảm ơn các bạn xem video. Chúc các bạn buổi trưa ăn cơm ngon miệng, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình.